Ai nằm trước chả có ma nào lội. Bây giờ thì bám đi Sam, phải chi có hai thằng Sơn. Chuyện gì nữa? Chừng nào mày mới trưởng thành? Ôi như cô heo. Chứ heo không lẽ hô gà? Từ hôm nay về làm việc cho anh, đừng có lông bông nữa. Anh trả em 30 triệu một tháng. 100 triệu. Ơ đù. Là đàn ông, đừng xa ngã. Ngã chút rồi đứng lên không sao đâu. Ê, anh hai, heo lên dĩa rồi, em cúp máy nha.